Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện ngôn tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất của tác giả Cố Tây Tước. Thể loại truyện: ngôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng kết HE. Truyện hoàn 15 chương và 1 chương phiên ngoại. Tên xuất bản là Bức thư bị lãng quên. Thật ra đây là truyện viết năm 2010, xuất bản cuối năm 2012. Thời gian đã qua lâu nhưng bây giờ mình mới có dịp đọc nó. Nhìn chung đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, tuy không quá đặc sắc nhưng vẫn tạo cho mình một cảm giác gì đó không thể rời tay khỏi cuốn sách. Tóm lại là bộ này thích hợp cho những ai thích truyện thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã. Câu chuyện khởi đầu từ một bức thư tình bị lãng quên từ nhiều năm trước, mang theo nỗi niềm thầm kín trong suốt 6 năm của một chàng trai cho cô gái mà anh ta yêu. Từ trung học lên đại học, bức thư đó bị quên mất, chàng trai cũng cất giữ tình cảm ấy vào một góc trong tim. Nhưng rồi khi tình cờ gặp lại, tình cảm ấy lại trỗi dậy, chàng trai nhận ra, thì ra mình đã yêu thầm trong suốt 6 năm trời. Hai nhân vật chính là Lý An Ninh và Từ Mạc Đình, một cô nghiên cứu sinh khoa vật lý và đại thuần khoa ngoại giao. Một người ban tự nhiên, một người ban xã hội, một nữ sinh bình thường, một đại thần chói lóa. Những tưởng hai người ấy vẫn sẽ như hai đường thẳng song song, thế nhưng ông trời lại cho bọn họ tình cờ gặp mặt. Lý An Ninh gọi Từ Mạc Đình là chiếc xương sườn số 3, vì cô chỉ cao đến đó so với anh mà thôi. Một chi tiết khá thú vị, chưa gì nữ chính đã tự nhận là nửa kia của người ta rồi. Hai người gặp nhau ở trong thư viện, cô cho anh mượn thẻ, anh để lại số điện thoại, mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường. Một ngày thì An Ninh đi hiến máu, cô bắt gặp một cái tên viết rất đẹp, bất giác cô cầm bút lên, viết dày đặc cái tên đó trên tờ giấy nháp. Không ngờ chiếc xương sườn số 3 xuất hiện rồi nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Lúc đó cô mới biết, hóa ra đó là tên của anh. Và rồi cái tên Từ Mạc Đình, đại thần khoa ngoại giao, xuất hiện quanh cô với tần suất rất nhiều lần. Rồi không chỉ là cái tên, đến người còn hết lần này đến lần khác quẩn quanh bên Lý An Ninh. Anh hẹn cô đi ăn, cô ngây ngốc đi theo. Anh hẹn cô gặp mặt, cô không thể không đồng ý. Đến buổi họp lớp, cô mới ngây ngốc biết, hóa ra anh là bạn học cùng trường trung học. Thế rồi hai người đến với nhau rất bình thường. Từ Mạc Đình liên tục tấn công, Lý An Ninh vốn không còn đường để lùi nữa. Làm sao bạn có thể không siêu nòng trước một chàng trai dịu dàng lại phúc hắc như vậy? Bức thư bị lãng quên 6 năm trước Lý An Ninh chưa kịp đọc, nhưng lời tỏ tình 6 năm sau cô đã nghe rất rõ ràng. An Ninh, anh yêu thầm em đã 6 năm rồi. Thật ra thì chuyện tình của hai nhân vật chính khá nhẹ nhàng, nếu không nói là rất bình thường. Bình thường đến nỗi bạn có thể bắt gặp đâu đó trong khuôn viên trường đại học của mình. Nhưng cái làm mình thích đó là cách tác giả viết, lồng ghép tình bạn, tình thân của truyện. Lý An Ninh là một cô gái rất thú vị và bạn bè cô cũng vậy. Câu chuyện của các cô lúc nào cũng nhanh chóng lạc đề và đi đến thảo luận một chủ đề, lịch sử và dã sử. Lý An Ninh lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về các triều đại. Mau mau thì đúng chất cuồng tiểu thuyết thêm thắt lung tung. Câu cửa miệng của Phó Tường Vi lúc nào cũng phải có AV hoặc GV trong đó. Đoạn hội thoại của các chị này rất nhảm và tuyệt đối lạc đề. Tuy nhiên, bạn vẫn không hề có cảm giác rằng Cố Tây Tước viết nhảm và vẫn cười lăn cười lộn với những câu chuyện đó. Câu chuyện về hạnh phúc gia đình cũng được Cố Tây Tước đề cập đến. Rõ ràng không phải là chuyện mới mẻ, nhưng vẫn tạo cho người đọc những suy ngẫm rất nhiều. Cha mẹ Lý An Ninh ly hôn khi cô còn học trung học. Người chồng thành đạt chia tay người vợ từ thuở Tào Khang để lấy cô thư ký xinh đẹp của mình. Nguyên do cũng chỉ lại là 2 tiếng tình yêu. Chính vì vậy, đứa trẻ của gia đình đó lớn lên với một vết sẹo mãi không thể lành. Cho dù người cha đó không sinh con nữa mà dành hết tình yêu cho cô con gái, thì nỗi đau không thành hình đó sẽ vẫn mãi ám ảnh đứa trẻ cho đến cuối đời. Kết thúc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ thỏa mãn. Riêng mình thì có cảm giác gì đó nuối tiếc. Giá như Cố Tây Tước khai thác nhân vật Chu Cẩm Trình nhiều hơn, thay vì chỉ để hé lộ một chút, có lẽ chuyện sẽ thêm được một tình tiết, một nhân vật đáng để nói đến. Chu Cẩm Trình là em trai người vợ sau của bố Lý An Ninh. Lúc nào trong anh cũng đau đáu vì chuyện chị gái đã phá vỡ gia đình của người khác. Bức thư tình bị lãng quên năm ấy, Chu Cẩm Trình đến ngày nay vẫn còn gìn giữ. Vết máu ngày An Ninh bị tai nạn vấy lên miền hết bức thư, nhưng vẫn đủ để ba Từ Mạc Đình hiện lên rõ ràng. 6 năm trôi qua, rốt cuộc cô vẫn về bên người ấy. Chu Cẩm Trình phải chăng vẫn luôn yêu Lý An Ninh, thế nhưng tình yêu mới chớm nở năm ấy của anh mãi mãi chẳng thể nói ra được. Phải chăng tình yêu ấy đã bị vùi sâu bởi sự áy náy vì chị mình đã tước đoạt hạnh phúc của cô bé, và cũng vì chính anh đã gián tiếp hại cô bé bị tai nạn năm xưa. Phải chăng Chu Cẩm Trình cũng có những nỗi niềm thầm kín nhưng không thể nào nói, cũng chẳng thể nào viết ra được. Kết chuyện, Lý An Ninh và Từ Mạc Đình chưa tốt nghiệp đã kết hôn, cuộc sống gia đình hạnh phúc với một đôi song sinh đáng yêu. Bức thư năm nào đó bị lãng quên được đọc đi đọc lại trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng. Từ nay, Từ Mạc Đình sẽ là gia đình hoàn chỉnh của Lý An Ninh. 6 năm thanh xuân mà họ đã bỏ qua nhau, sau này họ sẽ cùng nhau bù đắp. Mọi người thường hay lãng phí những tháng năm thanh xuân của mình khi còn trẻ, chỉ hy vọng rằng khi quay đầu nhìn lại sẽ không thấy hối tiếc. Nhiệt liệt đề cử. Trích đoạn trong truyện. Buổi sáng, sau khi thí nghiệm xong, An Ninh đi từ thư viện sửa sang lại tư liệu, luôn tiện trả 2 quyển sách lần trước mượn. Hôm nay không có nhiều người cho lắm, chỉ có 4-5 người đang xếp hàng. Theo thói quen lúc đứng chờ mờ mịt nhìn chăm chú phía trước. Lần này là một bóng dáng cao gầy. Chà, đầu cô chỉ tới chỗ xương sườn thứ 3 của anh ta. Sau đó cô nghe được cô tiểu thư mặt đen hay cằn nhằn cô khất nợ nói: "Bạn học, thẻ của cậu hết hạn." An Ninh giật mình, cô nhìn bóng người phía trước, chỉ nghe anh ta nói: "Vậy sao? Vậy viết hóa đơn đi." Bội phục nha, bình thường cô đều là gật đầu nói ghi nợ với cô mặt đen. Cô mặt đen còn nói: "Cậu nghĩ đây là cửa hàng sao? Mau đi đổi thẻ rồi đến mượn sách." Đối phương trầm ngâm mà An Ninh không biết như thế nào, thực dũng cảm đầu óc mở mang. "Vậy dùng thẻ của tôi đi." Kết quả là mặt đen nghiêm mặt quẹt thẻ. Anh ta nhận sách, nhìn cô một cái: 984932, số của tôi. An Ninh xua tay: "Bạn trả sách là được rồi." Đối phương chần chờ một lúc, nói tiếng cảm ơn rồi gật đầu rời đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.